Hai trái nghe vào chị ở nước mình từ mấy chỉ táo giữ quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Vậy là võ sĩ tiếp theo, đúng hơn là các võ sĩ tiếp theo trong tháng 12 này chúng ta sẽ ra mắt từ bây giờ mùng 9 đến cuối tháng này là 31 tháng 12 sẽ ra mắt, đó chính là hai võ sĩ các bạn ạ. Đấy, Dulon và Mizuchi. Trên hình ảnh của các bạn đây chính là hình ảnh của hai võ sĩ. Các bạn có thể tham khảo trước bộ kỹ năng của hai võ sĩ này ở các trang web của các server Nhật Bản, server QQ, server Đài Loan. Còn server quốc tế thì chúng ta sẽ chờ các bản cập nhật trong nay mai thôi, sẽ rất sớm thôi các bạn ạ. Còn tạm thời nó chưa có, mà ở đây là mình, các bạn, chúng ta đều biết được là nó có thông qua một cái event dự đoán võ sĩ ạ nhá. Và ở đây thì đã nhà phát hành đã thông cáo chính thức hai võ sĩ này, kèm theo đó là gửi lời chúc mừng tới 5 người có dự đoán chính xác nhất và sớm nhất. Tên của các bạn ấy ở đây có 3 người Việt Nam và 2 người còn lại là người nước ngoài, có lẽ ông số 4 là người Việt Nam không chắc. Phần thưởng thì các bạn tự thấy sẽ là kim cương đúng không các bạn. Rồi khá là ngon, chưa có lịch event trên trang fanpage nhưng trên trang chủ của nhà phát hành, một cái đường link mà mình đã lưu lại từ khá lâu rồi thì đã có lịch rồi các bạn ạ. Đây, nó chính là cái link này đúng không các bạn, vừa mới viết xong các bạn. Có người các bạn nào bạn nhắn mình nhà mình vào mình làm luôn, cũng chưa biết mô tê nó tròn méo ra làm sao. Giờ chúng ta cùng theo dõi các bạn nhé, xem đợt event lần này sẽ như thế nào. Đến ngày 24 tháng 12 là hết, nghĩa là đúng 2 tuần này. Event lần này đúng 2 tuần, nghĩa là 2 tuần nữa chúng ta sẽ có bản cập nhật tiếp theo. Ơ vách trường, thế chưa có rẻ à? Thấy nó ghi ở đây rồi cơ mà. Đây, rõ ràng ghi đây rồi, bấm lại không sao gì. Đùa, là ní. Thì cái link này link đều các bạn, để nó link chuẩn hơn thì các bạn vào cho mình cái gì ở kênh Tờ Lũ S98 nhá. Cái gì đấy. Đấy, làm gì còn chữ lừa đảo đâu, công chỉ linh tinh. Sau đó các bạn chọn cho mình mấy cái một cái clip nó mới tí. Đấy thì các bạn vào các bạn xem hết quảng cáo thì càng tốt, mà không thì thôi. Ở cái phần mô tả của nó. Rồi. Ở trong cái phần mô tả mình có để một cái link thì các bạn bấm vào đấy là sẽ thấy. Đây rồi, link gốc event này. Link này thì là link chuẩn luôn các bạn nhá. Chứ link kia là mình tra trên Google ấy, bấm vào nó có ra đâu. Càng nhang nhang này. Đây các bạn nhá, link này thì ăn chặt. Đấy các bạn thấy giao diện nó khác một tí đúng không? Khác một tí. Xấu hơn một chút, nói chung là nó có nhiều nền tảng khác nhau. Cái nền tảng này thì mình chưa thấy bao giờ bị lỗi. Cái nền tảng kia thấy lỗi. Vừa mới ra cách đây khoảng 3 phút thôi. Rồi, chúng ta sẽ có các event cụ thể như sau. Bắt đầu từ ngày 11, nghĩa là hết đợt event, hết hôm nay, hết ngày mai đó các bạn ạ. Hôm nay sẽ có event mới. Bây giờ mình vào chắc là có event mới đấy. Đó là event hồn lực 5 các bạn ạ. Tóm tắt anh thế, đến tận ngày 12 mới hết nhá. À, đến ngày 11 mới hết nhá. Ok, thì ngày 11 thì chúng ta sẽ tiếp nối với khu vực bí mật của Ark Redemption, tháo xe vàng thêm 2 lần và làm việc tốt, nhận thưởng nó cũng bình thường thôi. Nói chung là cái event nhỏ nhỏ. 2048 mini game săn bản sau Limless vào ngày 12. Các hồi cái event không quan trọng mình bỏ qua nhá. Bán trang phục cho mây chờ á. Vách cả trưởng. Ngày 12 đừng bảo là hồn áp kép mây chờ. Không phải hồn áp kép, tưởng là hồn áp kép mây trời, ảo quá. Thế thì mình nghĩ rằng cái fashion pack của ngày 12 này thì cũng là lỗi tech rồi. Khả năng cao đó là trang phục của Raf hoặc là trang phục của Clark. Đấy thì nó mới liên quan chứ, đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ có cơ hội nhận Raf hoặc là Clark trong đợt event hồn áp kép ngày 12, 13, 14 các bạn ạ, trong vòng 3 ngày. Kèm theo đó là hồn vũ khí luôn và hai event tiêu kim cương, còn gọi là event tiêu kim cương kép, Lucky Draw và Spend for Reward. Một cái thì tiêu kim cương thuần, còn một cái là khi các bạn tham gia quay hồn hạp thì sẽ được trả lại một lượng kim cương nhất định. Ngon đúng không các bạn? Với cơ bản thì đua lấy võ sĩ từ vòng quay hồn hạp là phương án còn rẻ hơn cả lấy võ sĩ ở vòng đua dương lần 2 các bạn ạ. Các bạn lưu ý nhá, nói chung là ngon đúng không? Nhưng mà hai võ sĩ này thì mình nói thật là lượng người chơi khá là hiếm dùng. Bộ kỹ năng của nó cũng không thật sự là nổi trội so với những võ sĩ trong tương lai. Ví dụ như sắp tới sẽ Dulon và Mizuchi đúng không các bạn? Rồi, trong vòng 3 ngày kẹt dựa theo đó sẽ là bánh bao đánh bao mini game săn bản sao Rero, bán trang phục của Clark. Như vậy ở trên mình đoán sẽ là bán trang phục của Raf. Đấy, chứ nó là lỗi tech các bạn nhá, bên này lỗi tech tràn lan luôn.
Săn bản sao của cái đây là bảo vệ Kula. Rồi, những cái không quan trọng mình xin phép bỏ qua nhá, đây vượt bí truyện thêm thưởng. Rồi, bán hồn viện trợ vào ngày 15 các bạn ạ. Nó sẽ không có event tiêu cương theo kèm. Hồn viện trợ lần này sẽ là ai? Thì mình nghĩ rằng chiều tối nay thì nhà fan nó sẽ update lịch event trên trang fanpage, thì các bạn theo dõi nhá. Có lịch cái là mình sẽ post trên bản tin cộng đồng của kênh YouTube của mình, thì các bạn hãy thấy rõ đó là cái võ sĩ viện trợ sắp tới của ngày 15 này nó sẽ là cái gì. Đấy, chắc là tư chất 15 thôi, mình đoán là như vậy. Lần gần đây nhất thì nó là cặp Adquisition và Omiarugo, thì lần này không biết là ai. Bán sách viện trợ cũng trong ngày 15 luôn, hai ngày thôi, ngày 15 và ngày 16. Gấp búp bê, đây nó nói luôn rồi các bạn, vẫn là Omiarugo và Adquisition, hai võ sĩ lần trước các bạn chưa lấy được thì lần này lấy sẽ có cơ hội lấy. Và đặc biệt nó có kèm dụ dẫn người chơi, đó là cả event tiêu cương luôn. Và event này không chỉ dừng lại từ ngày 15 đến ngày 17 mà lấy tận ngày 19 cơ. Chúng ta sẽ cùng xem có thêm event gì khác ngoài event gắp búp bê lấy hồn viện trợ này các bạn nhá. Chắc là phải có thêm event gì thì nó mới có event tiêu cương kéo dài tới như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ có event tiêu cương trải dài suốt từ ngày mùng 9, tức là ngày hôm nay, cho tới hết tận ngày 19 luôn ạ. Đến tận ngày 19 luôn các bạn ạ. Phải thật, vui vì gần chục ngày tiêu cương liên tiếp nhau, dã man thật. Ôi, mở tháng này nó không cho mèo nó bòn kim cương, kinh dị luôn các bạn ạ. Sợ thật. Thì các bạn sẽ phải có một cái đầu cực kỳ gọi là tỉnh táo nhá. Nhà fan ra nhiều event là tốt đấy các bạn ạ, chứ không phải là người ta có ý xấu đâu. Chẳng qua các bạn cứ tự ép mình là buộc phải chơi hết cái event thì các bạn không có tiêu kim cương. Thì các bạn không còn kim cương để mà chơi thôi. Chứ các bạn, người ta ra nhưng các bạn không chơi, hoặc chơi có chọn lọc thì chết ai, đúng không? Cái gì cộng tham ấy, làm gì cộng chẳng kêu ấy. Rồi. Các bạn nào mà chưa làm siêu lễ tức thì có thể chờ đến ngày 15. Đấy, hơi lâu một tí đúng không? Để làm trứng, đập trứng. Đấy, hoặc là các bạn nào mà thiếu kim cương thì đây cũng là cơ hội nạp kim cương giá rẻ hơn một tí. Đấy, chứ cũng không phải là quá rẻ. Nạp PC quốc tế thì chưa bao giờ được coi là rẻ cả. Nghĩa là các cái gói nạp của nó là giá trị. Chúng ta sẽ có cao vàng vào ngày 16. Sân bản sao của New Mid Sokarate. Nhiệm vụ tuần. Thôi những cái bỏ qua nhá, xem nó có cái nhiệm vụ gì nhỉ. Rồi mình đã biết vì sao nó lại có cái event tiêu kim cương này rồi. Chính là cái event Gen Map Raw Gift. Quay phím, quay chip các bạn ạ. Quay chip trong vòng 2 ngày nhá, 400 chip có tiêu kim cương. Ôi này ngon đấy, 40k đây các bạn, mốc 40k. Mỗi ngày thì sẽ tiêu tốn bao nhiêu k nhỉ? 10, đâu, nó cho 10 lần à? Hay 20 lần, ơi lần trước quên rồi. 12 lần à? 8.000 mà nhân với 20 là 16.000 à? 32.000 à? Mỗi ngày hình như là 16.000, không nhớ lắm nhỉ? Tự nhiên lại quên. In game của nó là mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta quay là 10 lần thì phải. Tổng là 200 lần mà các bạn, tổng là 200 lần. Mỗi ngày như thế là hết khoảng 8.880 kim cương. Gọi là 9.000 đi, như vậy 2 ngày sẽ hết 18.000 kim cương. Còn tổng mốc này sẽ là 40.000 kim cương các bạn nhá. Tổng cái mốc spend for reward trên này này. Đấy, cái phần event hồn viện trợ đấy các bạn này. Đấy, sẽ là 40k đấy. Thì sẽ là 18k cho chip. Đấy, còn lại thì chắc là ý nhà vành nhà 20k còn lại thì chơi hồn viện trợ. Vì hồn viện trợ tư chất 15 nó rẻ lắm các bạn ạ. 20k là full đồ rồi, chứ không như tư chất 14. 45k là mới full đồ. Vãi tật. Bây giờ rẻ hơn. Đấy, ý đồ nhà vành các bạn nhá. Tấm vét nhỉ. Còn tất nhiên nếu như mà các bạn không muốn chơi chip hoặc không muốn chơi hồn viện trợ, đúng không, thì các bạn có thể chơi run. Đấy, video này cũng sẽ có hot run. Ngon hết. Nói chung bây giờ chip run các thứ thì đều ngon này các bạn, ngon. Nó ra event dồn dập liên tiếp nhau, làm cho lượng kim cương của mọi người hao, nhưng mà event kèm theo nó mình đánh giá cũng vẫn rất ngon. Có tiêu kim cương theo kèm với các mốc ngon, chứ không phải event đều các bạn nhá. Đấy, thì các bạn cân nhắc mà chơi thôi. Đấy, các bạn thấy rằng event nó càng ngày càng thích nhè, càng ngày càng ngon luôn. Ngày về các event tiếp theo không quan trọng lắm, mình đang lướt qua khá nhanh. Tháo vàng sẽ x2 màn chính như gọi này. X2 màn chính thì 18 này, 18 19 trong 2 ngày này. Rồi ngon. Christmas work benefit. Ở đây là nhiệm vụ nhân dịp Giáng sinh rồi nhá. Bắt đầu như vậy, đợt Giáng sinh của chúng ta sẽ bắt đầu trong bản kịch này luôn, với ngày 18 các bạn ạ. Ngày 18 tới tận ngày 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 ngày.
Từ từ đấy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ơi, 24 ơi, 24 ơi, đến ngày 25 hết 7 ngày. Có khi nhiệm vụ 7 ngày cũng lên đấy các bạn ạ. Đây là nhiệm vụ tuần các bạn nhá. 7 ngày không biết nó cho cái gì đấy. Mình đoán như này, chắc lại tất vớ ngoài đem đi đổi các thứ thôi. Có cả chip đỏ, rune đỏ, các thứ. Nói chung thì rune đỏ ngày xưa quý, trị giá 6.000, 7.000 công viên. Thì bây giờ chắc là rẻ rẻ hơn rồi đấy các bạn ạ. Khi mà dễ, nó sẽ dễ kiếm hơn. Thôi cũng được đúng không các bạn? Ngon. Thờ mái, thờ mái. Có phiêu lưu bánh kẹo của Kula, bỏ qua nha, hoa quả Kula Even không quan trọng, bỏ qua. Săn bản sao và bán trang phục cho ai đây? Từ chất 15 cũ, bỏ qua đi. Boss X-Train cũng tương như vậy. Shake and Shake ngày 19, ngày 22. Đợt này thì không có event tiêu ông cương rồi. Cho bác for rewards là event nạp đấy các bạn ạ. Nạp bốc nào ăn bốc đấy đấy. Quen thuộc rồi đúng không các bạn? Chơi đến tầm này thì phải quen rồi. Sao bản sao của Appreciation vượt tháp nhận niềm thưởng máy bay và máy bay. Ráp bản máy bay già lại. Cái phần khác bỏ qua nhanh à. Tham Limited gói Limited Gift Pack vào ngày 22. Như vậy server 84 là sẽ mua được. Vì lúc ý nó sẽ là 20 ngày. Rồi. Lại hồn học kép tiếp. Với chung. Lại hồn học kép thì bao giờ chúng mày mới cho đúng không? Thì mày bảo ra hai con Voxy đến tầm này vẫn chưa cho ra Voxy à? Ngày 22, 23, 24 là 3 ngày sẽ hồn hợp kép của Deathvine và Kimchi Terry các bạn ạ. Đấy, các bạn nào mà thiếu chơi mây chờ mà cảm thấy nó mong manh quá hoặc là miễn trí tử nó vô dụng quá thì có thể kết hợp cùng với Deathvine nhá. Đấy, còn S-Mark của mây chờ mà chưa đau lắm thì chẳng qua là chưa có ám của Vice kết hợp cùng thì có thể lấy Vice. Còn Kimchi Terry thì bạn nào mà hơn huy mà chót không lấy Kimchi Terry thì bây giờ vẫn thể sửa sai. Ok, nó là các Voxy cũ nhưng giá trị của nó thì vẫn hết sức mới mẻ. Kèm theo đó là bán trứng, tức là hồn vũ khí của hai Voxy đấy. Ở đây nó ghi thêm là cái cả cái gì ở đây. Đen vai, rap, clock, ba con, không có hồn vũ khí của Terico. Lỗi tech, mình đoán lỗi tech hoặc có đang sửa tech thì mình vào mình đọc. Ok, kèm theo đó là hai phần tiêu cương kép giống như ở trên. Ác thật, mình tưởng là event này nó cho ôi cho vồn hạp nó ra nhiều ấy. Ra nhiều vai. Đúng không? Trước khi ra một sĩ mới nó vẫn bòn rút. Ở đây là săn bản sao của ghi tư chất 15 các bạn nhớ. Ghi chất 15 cũ ấy, chứ không phải con ghi tư chất 15 mới bên QQ đâu. Bán trang phục cho mày chờ ở đây á. Lạc à, lạc lạc. Ok. Đó bán trang phục mình cho con khác chứ không phải cho mày chờ đâu. Rồi, hết event. Thế thì mày thả thính hai thằng kia để làm cái rẻ. Đúng không các bạn? Như vậy nhân vật chính của đợt này nó sẽ là Rap Clark. Nó sẽ là Mizuchi à đâu? Rap Clark Vice Terico ấy, chứ không liên quan gì đến bộ đôi vừa dự đoán các bạn ạ. Và có thể mình nghĩ là khả năng cao là nó sẽ cho ra mắt cái event nó sẽ cho ra mắt event Giáng sinh. Đấy, chứ còn đâu chưa thấy gì về võ sĩ mới nhá. Ôi, thế thì cuối tháng tức là ngày 25 à. Nhưng mà Giáng sinh ngày 25 tháng 12 cơ mà. Mình vẫn nhớ lịch Giáng sinh ngày 25 tháng 12 cơ mà. Ôi, thế thì 25 tháng 12 nó ra mắt hai Voxy à? Dulon hoặc là Mizuchi sẽ free ở trong dương Giáng sinh, ở trong gói quà Giáng sinh. Có thể là nhiệm vụ 7 ngày nó cho nhận mảnh Dulon hoặc Mizuchi chẳng hạn. Đúng không các bạn? Đấy, còn một con thì nó cho cùng vòng quay mèo. Đúng không? Vòng đua dương cùng với quay mèo. Đúng không các bạn? Khả năng là thế. Ôi, phải thật. Thì cái đợt event này khả năng là các bạn nào mà chơi đấy thì cân nhắc nhá. Đấy, để còn mà tính toán event tiếp theo. Lại không có tiêu nguyên cương thì bạt ngàn. Mà mèo thì vẫn chưa thấy. Căng, quả này căng. Thì các bạn sẽ phải đưa ra những quyết định theo mình là hết sức tỉnh táo đấy. Phải tỉnh táo. Con người chơi cái gì nhỉ? Con người bình thường thôi là đã phải biết suy nghĩ rồi. Chơi cái trò này các bạn biết rằng chân tay chúng ta không cần phải nhanh nhạy thì đầu óc lại càng phải có sự tỉnh táo, phải có sự suy nghĩ hơn nữa. Đấy. Cuộc chơi thì đang vẫn diễn ra theo rất nhiều năm rồi. Và luật chơi của nó thì vẫn không thay đổi từ rất nhiều năm rồi. Thì càng quan trọng là các bạn có thích nghi, có thích ứng được với cuộc chơi này hay không thôi. Mình nghĩ thay vì than phiền với lịch ra event của group thì các bạn có thể gửi thư cho fan để góp ý. Còn đâu thì cứ tạm thời thì cứ biết chấp nhận event nó thế đi. Đấy, event nó ngon như thế đi, nhưng có thể các bạn không chơi được thì các bạn sẽ phải chờ đợi những event của đợt event tiếp theo. So với các bản Quyền Vương 98 khác thì mình vẫn thấy rằng bản KOF 98 Global siêu quốc tế vẫn dễ kiếm kim cương hơn rất nhiều do có cả chế độ mỏ.
Làm các nhiệm vụ ngày thậm chí cũng cho kim cương, nói điểm danh điểm giết cũng cho kim cương. Lúc nào mình sẽ làm lại một cái event, một cái video gọi tích lũy kim cương gọi là. Bạn thấy rằng kiếm cũng không khó đâu, chẳng qua là các bạn có nhu cầu kiếm kim cương, tiêu kim cương nhiều ạ, bởi nó có quá nhiều thứ để các bạn chơi. Boss thì ra toàn 2 con một tháng trong vòng khoảng 3 tháng nay đúng không, không thì cũng có tháng là con rưỡi, không thì phải hai võ sĩ hai boss mới một tháng, rồi tính năng mới thì dồn dập đấy. Tính năng mới thì có thể gọi là dồn dập, chip chiếc là nhanh, even thì toàn ngon đúng không? Đấy, khó cưỡng nổi, nói thật là khó cưỡng nổi. Mà bọn võ sĩ thời điểm này ngoại trừ Teleco, mình nghĩ là thật ra Teleco cũng không phải là khó khắc chế lắm đâu, vẫn khắc chế được các bạn ạ. Nó đấm xong lượt 2 thì lượt 3 4 5 nó 3 4 nó nghỉ mà, đúng không? Có tới tận hơn 2 lượt để cho chúng ta làm thịt nó. Đấy nên là khống chế nó thì ta sắc khắc chế nó thì mình nghĩ rằng cũng không phải là khó lắm đâu. Nên là vẫn đạt được cái yếu tố cân bằng. Nói khác là cái dàn võ sĩ kể từ thời ung thư ấy, kể từ thời con Xion đổ đi ấy, Xion bây giờ vẫn ngon lắm. Đấy, Xion của lão Ojin rồi chọc vẫn thấm lắm các bạn ạ. Của tay Long Chiếu Gia đấm vẫn thấm lắm. Thì mình nghĩ rằng nó vẫn hết sức là cân bằng. Đấy, vẫn ngon. Mà thần bài vẫn cảm giác vẫn trong một số team vẫn ung thư lắm. Nhưng một số người thì gỡ ra và thay thế võ sĩ khác vẫn hoàn hảo. Thành ra mình cái thời điểm này là thời điểm các võ sĩ nó vẫn hết sức cân bằng, con nào cũng ngon. Nhưng mà người chơi thì con nào cũng thích một lấy. Ê các bạn sẽ khó đủ lực đúng không? Các bạn sẽ chỉ được chọn một thôi. Đấy, một vợ, một chồng đúng không? Đấy mình nên là tôn trọng luật theo kiểu như vậy nhá. Đấy, các bạn chỉ lên một hướng thôi, đừng có tham lam nhiều quá. Rồi hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.